and sisters. Today's readings present us with three rich images about the perseverance and prayer. Kiên nhẫn trong sự cầu nguyện và vững mạnh trong đức tin. And they show us three things, three very important elements for our Christian life. Firstly, that we need help to pray. Secondly, that we should not give up. And thirdly, that God will answer our prayers if we have faith. Phục vụ là chúng ta phải cầu nguyện. Tiếp theo đó là chúng ta đừng bao giờ bỏ việc cầu nguyện. Và thứ ba thì Chúa sẽ trả lời, sẽ đáp lời, nhận lời kêu xin của chúng ta nếu chúng ta có đức tin. We need a help to pray well. Like disciples asked Jesus Christ, Lord, teach us how to pray. Second, we have to be courageous, consistent, not give up when we pray. And that element that if we really believe, if we have faith, if we pray seriously, God will hear us. Cho ba vấn đề này, trước hết đó là chúng ta cần đến sự giúp đỡ trong cầu nguyện. Như các môn đệ nói với Chúa Giêsu rằng là Thầy xin dạy cho chúng con cầu nguyện. Và điều thứ hai đó là chúng ta phải kiên trì trong lời cầu nguyện, cầu xin của chúng ta. Và điều thứ ba là chúng ta tin tưởng rằng Thiên Chúa luôn luôn đón nhận và nhận lời cầu nguyện của chúng ta. Like Moses, who raised his arm in an unceasing prayer of intercession to God for his people, so the same is with Christ. Christ's arms are constantly open in prayer on the cross in intercession for us. Khi bà nhìn em ba em nhỏ này cũng biết đó là cái hình ảnh đầu tiên trong bài đọc một, ông Môsê đã giang tay cầu nguyện không ngừng và Chúa đã nhận lời. Chúa Giêsu trên thánh giá cũng giang tay hình thánh giá để cầu nguyện cho chúng ta. Môsê là một nhân vật rất quan trọng trong đời của ước, đã cầu nguyện không ngừng cho dân của Chúa. Và Chúa Giêsu trong thời Tân Ước cũng đã cầu nguyện rất nhiều lần trong Tin Mừng chúng ta đã biết. Và giáo hội mẹ của chúng ta cũng mời gọi mỗi người chúng ta theo gương của Chúa Giêsu cầu nguyện không ngừng và cầu nguyện liên lỉ. In our first reading today, God demonstrated to the Israelites that He was the one in charge of their lives, of their history, of their lives. Of course, their success depended totally on Him. As long as Moses' hands were lifted up to God in prayers, the Israelite soldiers were victorious in battle. Trong bài đọc một chúng ta vừa nghe Chúa đã tỏ mình ra với dân Israel rằng Ngài là đứng chịu trách nhiệm về cuộc sống của họ, lịch sử của họ và cuộc sống hàng ngày của họ. Dĩ nhiên sự thành công của họ tùy thuộc vào Thiên Chúa. Vì thế ông Môsê đã giơ tay lên hướng về Thiên Chúa và cầu nguyện cho dân Israel, cho quân đội của Israel, và họ đã chiến thắng trong cuộc chiến. This reading, beautiful example of power of prayer, but this reading reminds us that our victory in anything we pray is in the hands of God, depends on God, depends on Jesus Christ. It also reminds us that the solution to our daily battles and struggles are both have the same spiritual and physical dimension. We can see one person is only one, physical and spiritual. Cái bài đọc này nhắc nhở mọi người rằng cái sự chiến thắng và cái chiến đấu của chúng ta cũng tùy thuộc rất nhiều vào Chúa. Giống như là nhắc nhở chúng ta những cái khó khăn hàng ngày của chúng ta, những cái vật lộn, những cái khuyết điểm của chúng ta cả về tinh thần và thể xác đều do sự sắp đặt hay là đều do sự an quan phòng của Thiên Chúa. Tất nhiên chúng ta không thể tách khỏi là tinh thần và vật chất như là một. We neglected God in our daily struggles while
trusting only in the arm of our flesh, we might not make it. Our prayers would be useless. We need to be steadfast in prayer, and we must also do what we have to do. Vì thế chúng ta tin tưởng rằng Thiên Chúa ở hiện diện với chúng ta trong mọi biến cố của cuộc đời, và cánh tay của Thiên Chúa luôn che chở chúng ta đôi lúc chúng ta không nhận ra. Và chúng ta được mời gọi sống cái đời sống cầu nguyện một cách kiên trì, và chúng ta cũng tin tưởng rằng những điều chúng ta cầu nguyện Thiên Chúa sẽ đáp ứng. In other words, in our lives we need prayer and action. We can never separate these two behaviors. We cannot be good disciples, good missionaries, evangelizers with prayer only. We need also action. And opposite, we don't obtain much results, good fruits, if we do action only and we forget completely about prayer. Nguyện và hành động luôn luôn song hành với nhau. Chúng ta không thể là một con người truyền giáo, một con người loan báo tin mừng mà chỉ dừng lại cầu nguyện, mà chúng ta được mời gọi cất bước ra đi. Khi chúng ta làm như vậy, đó là chúng ta hoàn thành được cái việc cầu nguyện và cái việc thực hành lời cầu nguyện trong cuộc đời của chúng ta. Constantly abide in God's presence, with our minds and hearts lifted up to Him in prayer. Và khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta tin tưởng rằng sự hiện diện của Thiên Chúa ở trong tâm trí cũng như tâm hồn của chúng ta khi chúng ta dâng lên Ngài lời cầu nguyện. Like Moses and the psalmist, if we continuously lift up our hands and eyes to God in prayers, our help will definitely come from the Lord, who made heaven and earth. This is because He never fails. Giống như chúng ta vẫn đọc với nhau câu Thánh Vịnh, ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa là đứng tạo thành trẻ. Also Saint Paul reminds us of the importance of the scripture in our Christian journey of faith. As an inspired word of God, the scriptures must be the guiding principles of our daily life and action, and of course of our prayer life. Hence, if we must remain faithful to God in continuous prayer, we must also learn to meditate on His word. Cũng như vậy, Thánh Phaolô trong bài đọc hai nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng tầm quan trọng của Thánh Kinh mà đời sống người Kitô hữu của chúng ta luôn coi đó như là kim chỉ nam lời Chúa dẫn đường cho mỗi người chúng ta. Chính Thánh Kinh đã nhắc nhở và hướng dẫn chúng ta về đời sống cũng như hành động, và dĩ nhiên là đời sống cầu nguyện của chúng ta. Vì thế chúng ta vẫn được mời gọi trung thành trong lời cầu nguyện, tin tưởng vào Thiên Chúa, và chúng ta tin chắc rằng với sự che chở của Thiên Chúa và lời mời gọi của Ngài, chúng ta sẽ tiếp bước trong hành trình của mình. We can talk much longer about prayer, about the importance of prayer. We know many things also from your personal experience, from the lessons you receive from your priest, from your bishop. But I would like to quote another example of Jesus from today's gospel. Chúng ta có thể chia sẻ dài hơn về chuyện cầu nguyện mà mỗi người chúng ta có kinh nghiệm khi chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa, khi chúng ta đối mặt với thử thách, và Ngài cũng muốn đưa ra một cái ví dụ trong vừa cái tin mừng ngày nay. So Jesus further underscores the importance of continuous prayer in today's gospel. Saint Luke writes, he told his disciples a parable about the need to pray continually without stopping. This is the quote from the gospel. He told his disciples about the necessity to pray constantly. Trong tin mừng, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ của Ngài tiếp tục cầu nguyện và kiên trì trong việc cầu nguyện, như đó là cách thức để Thiên Chúa đón nhận lời cầu nguyện của chúng ta. Obviously, if such a request, command comes from Jesus Christ Himself,
only this part means that is very important for us, for our life, because we all follow his example. We are baptized, we are sent to be missionaries, to proclaim his word, to proclaim good news. So we have to imitate him as much as possible. Chúng ta trở nên môn đệ đích thực của Chúa Giêsu và chúng ta trở thành những người truyền giáo, bước ra đi loan báo tin mừng, và đó là điều Chúa Giêsu muốn cho tất cả mọi người chúng ta. Through his parable, Jesus teaches us be consistent and persevere in prayers at all times. It is an indispensable tool that every Christian needs for success and to draw strength from the word of God's hand. Với lời cầu nguyện, với cái dụ ngôn trong tin mừng Chúa Giêsu mà gọi mỗi người chúng ta bền chí trong việc cầu nguyện để chúng ta trở thành những Kitô hữu tốt và chúng ta trở thành những người loan báo tin mừng.